Ở khu vực gần lưu vực sông Amazon, xuất hiện nhiều loài động vật hung dữ khiến nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng, bao gồm lươn điện, cá sấu, giai cá khổng lồ, chăn anaconda và đặc biệt là cá piranha, loài khiến nhiều người sợ hãi nhất. Hàm răng của cá piranha được thiết kế tinh tế với những chiếc răng sắc nhọn như dao nhô ra phía trước. Khi cắn, hàm răng này tạo thành một loại máy chém tự nhiên, có khả năng cắt đứt tất cả cơ bắp của con mồi một cách nhanh chóng. Một số loài cá piranha thậm chí có hai hàng răng song song ở hàm trên, với 6 chiếc răng lớn nhô ra bên ngoài và thêm một chiếc răng nanh ẩn bên trong, tăng thêm sự đa dạng và hiệu quả trong việc săn mồi. Tương tự như nhiều loài cá khác, cá piranha không nhai thức ăn và có khả năng cắn đứt một miếng thịt vuông 3 cm trong một lần cắn duy nhất. Với khả năng nuốt nhanh đặc trưng, chúng có thể dễ dàng xử lý con mồi lớn hơn nhiều lần so với kích thước của chúng. Trong khoảng hơn 10 phút, một đàn cá piranha có thể biến một con mồi lớn thành bộ xương trắng, tạo nên cảnh kinh hoàng trên sông Amazon.